chào bà con đến với tin giá heo hơi ba miền đây chỉ là bản tin giá tham khảo giá heo hơi cao thấp tùy từng vùng và thương lái mua chúc bà con luôn mạnh khỏe trúng mùa được giá dự báo giá heo hơi ngày 4 tháng 8. Xu hướng giảm vẫn tiếp diễn tại một vài nơi giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 61.000, 62.000 đồng một kg. Cụ thể, sau khi hạ nhẹ một giá, thương lái tại Nam Định và Hà Nam đang cùng thu mua heo hơi ở mức 59.000 đồng một kg, thấp nhất khu vực. Ngược lại, các tỉnh Phú Thọ và Thái Bình cùng tăng 1.000 đồng 1 kg lên mức tương ứng là 61.000 đồng 1 kg và 62.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi ghi nhận những biến động trái chiều. Theo đó, heo hơi tại Đắk Lắk đang được giao dịch với giá thấp nhất là 58.000 đồng 1 kg, hạ nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Cùng mức giảm trên, hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa lần lượt điều chỉnh về mức 59.000 đồng 1 kg và 60.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận điều chỉnh tăng 1.000 đồng 1 kg lên mốc 60.000 đồng 1 kg. Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay tăng 1.000 đồng 1 kg tại tỉnh Cần Thơ, hiện đang neo tại mức 58.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại có giá đi ngang không đổi trong ngày hôm nay. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 58.000, 60.000 đồng 1 kg.